đất vườn đường ô tô giá rẻ dạ em vừa xin kính chào quý cô chú cũng như anh chị gần xa ạ hiện tại em đang có mặt tại ở đây là đường này là đường phạm hồng quân thuộc ấp bình thới a xã bình trưng huyện châu thành tỉnh tiền giang ở đây chủ có ký gửi cho bên em hai cái thửa đất liền kề có thổ cư luôn nhưng mà giá thì rất là à, ưu đãi luôn ạ. À. Dạ rồi theo cái hướng màn hình của em nè, mình đi tầm khoảng là 150m là mình sẽ di chuyển đến đường Đan 3m rưỡi, đường Ngô Tấn Nhộ ạ à. Đó mình rẽ trái thì đi thông về uh, Chợ đồng rẽ trái thì mình đi thông về tỉnh lộ 876 nè, đường Phan Thanh Lộ lộ 36 ủy ban Bình Trưng cũng được luôn. Còn mình rẽ phải tầm khoảng đó, là hơn 500 mét là mình sẽ ra đến đường huyện lộ 36. ở nha ngay vị trí đó thì có chợ nè, có um, trường học luôn. Rồi mình tiếp tục di chuyển khoảng hơn một km nữa là mình sẽ về đến tỉnh lộ 876 để đi thông ra chợ đầu mối trái cây Vĩnh Kim hay ra quốc lộ 1A luôn hả? ở đây thì mình ra đến chợ đầu mối trái cây Vĩnh Kim chỉ tầm khoảng đó là 1,7 đến 2 km thôi còn mình ra quốc lộ 1A là khoảng 3,5 km ạ à. đây nha đây. hướng phương của mình là hướng Tây Nam đường cổ này thì là đường Phạm Hồng Quân đường thông thoáng nha điện nước wifi kéo ngang đất luôn tuyến đường thì rất là đẹp luôn nha anh chị Ok ấp dạ. bình thới a xã bình trưng huyện châu thành tỉnh tiền giang nha dạ tổng diện tích đất của mình hai trăm sáu mươi ba bốn mét vuông trong đó có một trăm lẻ năm mét vuông là đất thổ cư với mặt tiền ngang là sáu m chiều sâu vô là bốn mươi bốn chủ đang kêu bán cái thửa đất này chỉ có là ba trăm tám mươi triệu đồng thôi cái hướng ngược lại này là mình cũng đi thông ra huyện lộ 36 đi về chợ là mỗi trái cây vĩnh kim luôn nha anh chị khu vực này thì dân cư sống rất là đông đúc luôn có đèn đường luôn cột điện hết luôn đất sạch đẹp không màu mã nha ở ngay trước mình thì còn có một cái kênh nhỏ thoát nước rất là mát mẻ và đặc biệt chủ đã làm sẵn cầu 3 mét đi qua bên đất mình rồi Dạ, rồi thử đất em đang muốn giới thiệu cho cả nhà mình Đang có vị trí ở đây nha anh chị Đây, ngang là 6 mét nha Đây là cái cơn nè Ngang 6 mét từ cái vị trí cái rảnh này, này nha anh chị Đây, mình kéo dài qua tới cái trụ bê tông bên kia Là 6 mét nha Sâu vô là 44 mét Đây, cầu nhỏ chủ đã làm sẵn trụ bê tông Cầu bê tông qua đây nè Đất thì sạch, đẹp, chủ đã bằng phẳng nha Bằng bằng mặt đường luôn đây nè anh chị mình nhà bên trái bên phải đều có nhà của hàng xóm hết luôn đất sạch đẹp không mồ mả xung chung quanh em nhìn thấy cũng không luôn nha 263,4m2 trong đó có 105m2 là đất thổ cư Dạ từ thành phố Hồ Chí Minh á em lấy từ vị trí cục mốc bến xe miền Tây nhà cô chú anh chị mình di chuyển về thửa đất này chỉ tầm khoảng là 65 đến 70km nha Dạ còn thành phố Mỹ Tho mình qua đây á khoảng là 12 đến 15 km nè à. 263,4 m2 trong đó có 105 m2 là đất thổ cư mặt tiền xây về hướng tây nam chiều ngang là 6 m sâu vô là 44 m chủ đang kêu bán với giá là 380 triệu đồng giá này thì chủ bao hết giấy tờ thuế phí công chứng sang tên đến khi ra sổ cho mình luôn nha đây em đang đi tới ranh giới cuối đất cho mình luôn đây nha xung quanh á thì hai nền chủ đã kéo sẵn hết hàng rào lưới b 40 rồi ranh dốc rất là rõ ràng luôn dạ ngang 6 m sâu vô lầm 44 m 263 m vuông có 105 m vuông là đất thổ cư hướng đất vương là hướng tây nam cao ráo sạch đẹp và chủ đang kêu bán với giá là 380 triệu đồng mình ra chợ nè ra trường học có chỉ tầm khoảng là 700m thôi dạ mình về chợ đầu mối trái cây Vĩnh Kim ở đó thì có đầy đủ tất cả các tiện ích nhu cầu cần thiết của cuộc sống luôn ạ à. ví dụ như là trường mẫu giáo nè trường cấp 1 trường cấp 2 trường cấp 3 phòng khám đa khoa quỹ ban xã nè chợ bách quá xanh thế giới đi động có đầy đủ hết các tiện ích luôn ạ à. Thì trong vòng bán kính khoảng 2 km thôi ạ à. dạ. ấp bình thới a xã bình trưng huyện châu thành tỉnh tiền giang 263,4 m vuông với mặt tiền ngang là 10 m chiều sâu vô là 44 m đất cao ráo bằng phẳng nha sạch đẹp khu vực dân cư thì cực kỳ đông đúc luôn thổ cư thì cũng có sẵn nè ở trước đất còn có wheel kênh mát mẻ luôn chủ đã làm sẵn cầu 3 mét rất qua luôn đây ấp bình thới a xã bình trưng huyện châu thành tỉnh tiền giang 263,4 mét vuông chủ đang kêu bán với giá là 380 triệu đồng thôi mình ra chợ ra trường học chỉ trong vòng bán kính khoảng 700 m ra quốc lộ 1a là 3,5 km nha Đất sạch, đẹp, không mồm mạ. À. Rồi rồi anh chị cô chú có quan tâm đến thử đất Vương em đang giới thiệu. Vui lòng gọi cho em qua số điện thoại 0947 071 309 à. Rồi em xin phép được kết thúc video của em ở đây. Một lần nữa cho em gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến cô chú cũng như anh chị đã lựa chọn theo dõi video của em. Trong hàng ngàn, hàng dạng, video khác ạ. À. Rồi em xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại cả nhà mình ở những video tiếp theo nha.